Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình cũng có dịp gửi đến quý vị, cô chú anh chị những hình ảnh tuyệt vời nhất tại thành phố Nha Trang nhân dịp Tết đến xuân về. Tôi đang được có mặt tại đường Thái Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nơi đây là nơi tập trung rất nhiều các gian hàng từ khắp nơi trên cả nước đổ về nhân dịp Tết đến xuân về. Từ những gian hàng cây cảnh bonsai đến những gian hàng hoa giấy, hoa cúc, đến những gian hàng đồ mỹ nghệ. Ngay bây giờ tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những tác phẩm tượng gỗ được các nghệ nhân từ khắp cả nước mang đến triển lãm và trưng bày để giao lưu với cô chú anh chị. Đây là một tác phẩm gỗ lũa có chiếc đồng hồ, một tác phẩm Phật Di Lặc ngồi đang cầm bâu tiền ngồi dưới gốc cây giống gốc cây tùng, quý vị, ngồi gốc cây tùng. Và đây là một đại bàng, chú đại bàng rất to đang săn mồi, đại bàng săn rắn, một bình cá chép, một bình phay cá chép dưới một gốc cây rất to. Ở đây là chất liệu bằng gỗ hương. Ba tác phẩm này bằng gỗ hương quý vị. Tất cả ba tác phẩm này là bằng gỗ hương. Những tác phẩm rất đẹp. Đây là một bình phay với chất liệu là gỗ cẩm. Một cụ đạt ma đang giáo hóa. Bên kia là cũng là một bình phay bằng gỗ cẩm. Một cụ đạt ma đang cầm nhánh đào trên có cái hậu lô. Và chất liệu gỗ này là chất liệu gỗ mun sừng Khánh Hòa. Đây là một tác phẩm gỗ hương. Đây là một tác phẩm Di Lặc kéo bầu tiền với những chú tiểu đồng, 1 2 3 tam phúc. Một tác phẩm tam phúc, 1 2 3, một tác phẩm tam phúc rất tuyệt vời. Một cụ Di Lặc, tiếp theo là một cụ Di Lặc ở gốc gỗ lũa. Gỗ này thì được sơn màu nhiều quá, có thể là gỗ hương Gia Lai các bạn. Đây là gỗ hương Gia Lai. Trên kia là những tác phẩm nhỏ mini để bàn. Những tác phẩm mini để bàn gồm có mã, dê, cụ đặc ma, đại bàng, Phật Di Lặc, Đạt Ma, Phật Bồ Tát và cả tượng Di Lặc. Đây là những bộ bình phay, những cái bộ bình phay rất đẹp bằng gỗ cẩm. Đây, bộ này rất tuyệt vời. Đây là anh chủ hàng rất vui tính. Làm gì anh? Anh chủ hàng rất vui tính. Quý vị ơi, một anh chủ mới hỏi là anh quay để làm gì anh, thì em cũng chia sẻ là em quay để giới thiệu những sản phẩm rất độc đáo của các làng nghề mang về tại thành phố, tại đường Thái Nguyên, thành phố Nha Trang để giao lưu với cô chú anh chị. Đây các cô chú thấy một bình phay gỗ trắc đỏ đen quá đỉnh luôn, quá tuyệt vời luôn cô chú ạ. Một bình phay này mình thấy mình còn mê, rất mê luôn cô chú anh chị. Rất duyên dáng và độc đáo, quá đẹp luôn. Để cho mình xin phép mình dừng hỏi giá là tác phẩm này. Anh ơi, tác phẩm bình phay này mà mình giao lưu với giá bao nhiêu anh? 3 triệu anh. Dạ cô chú anh chị, một tác phẩm quá tuyệt vời được bằng trắc đỏ đen được tạo tác rất tinh xảo với giá chỉ 3 triệu đồng. Cái này các cô chú anh chị để bàn uống trà thì quá tuyệt vời luôn. Những đường nét được đục tỉa rất mềm mại, nhỏ nhắn, rất kênh bông. Hiếm có những tác phẩm nào được như thế các cô chú anh chị à. Đây, các cô chú nếu có thích tác phẩm này hãy đến đường Thái Nguyên, đối diện tại ngã ba đường Bùi Thị Xuân, thì các cô chú anh chị sẽ bắt gặp được gian hàng bày bán tác phẩm này. Mình xin phép những tác phẩm khác. Đây cụ Di Lặc đứng dưới
cành đào và có sậu sâu tuyền của dây lạc với các chú tiểu đồng, cụ đạt ma và cụ thọ, tác phẩm cầu cá, cầu cá chép rất tinh xảo. Một lần nữa, nếu có dịp các cô chú anh chị đến với thành phố Nha Trang, đến tại đường Thái Nguyên, ngã ba đường Bùi Thị Xuân, gần vòng xoay ngã bảy tại trung tâm thành phố, các cô chú anh chị sẽ có dịp thưởng thức, giao lưu những tác phẩm mỹ nghệ rất độc đáo. Xin cảm ơn các cô chú anh chị.